là cái phần mà duyệt duyệt market, duyệt ý tưởng lên cái bản vẽ 3D thì cái khâu đó là khâu quan trọng nhất, giống không giống là khâu đó. Ồ, cũng kỳ công quá ha. Quý cô chú anh chị có thể nghe anh Lê Hoàng chia sẻ thì phải nói là rất là kỳ công luôn ha. Từng cái khâu mà ý tưởng nè, lên ý tưởng rồi từ khâu mà phải những cái chi tiết rồi đưa xuống cho lên bên cán bộ nhân sự ở dưới phải làm mỗi người mỗi một cái chi tiết như vậy thì trong cái công tác mà làm lên cái tượng của 3D của chú thì nó có gây trở ngại gì không anh? Rất là nhiều lần. Quan quý của chú gì ở đây có ca sĩ đến hả quý của chú anh chị? Sáng nay ca sĩ đến liên tiếp luôn ha. Bà con cô bác thấy những cái hình ảnh của chú Hùng rất là đẹp luôn quý của chú gì ơi. Rất tuyệt vời luôn. Và cái tượng của chú mà được để đây luôn ha quý của chú anh chị. Chắc là nghĩ sẽ rất là đẹp và bà con cô bác sẽ đến đây rất là nhiều và đông luôn quý cô chú chị ơi. Những cái hình ảnh phải nói cho đến bây giờ thì mình cũng rất là cảm động và xúc động luôn quý cô chú chị ơi. Đây thì này bà con cô bác có nghệ sĩ luôn. Giờ sáng nay rất là lu bu nhưng mà quý chúng chị ơi bây giờ phải mấy anh em phải điều chỉnh chút xíu phải xem coi như thế nào ha quý chúng chị. Hóa chờ cái hình của chú sáng thì có một cái mâm cúng đầu tiên ha cho chú Du Linh quý chúng chị. Giờ có là cà phê sữa, cà ca, đường chai sáng sớm. Đó quý chú chị thì xe gạo đã của chú của chị Hồng Loan cũng đã lên tới rồi ha quý chị, thì mình cũng có nhờ anh Trung Dông hỗ trợ với mình, tại vì trong một lúc mà hai cái sự kiện cho nên là phải chia ra hai máy để tôi quay với cô chú anh chị cập nhật cho bà con cô bác biết nha. Chắc là phải được rồi ha. Bữa nay chẳng những du khách mà còn có thể có nhà báo nữa không anh ca? Để có nhà báo lễ lớn mà đây để anh coi vô chuẩn bị cho bên ekip nha. Hóa chờ bà con đến rất là sớm luôn quý chúng chị. Bên chị Loan. Anh Ngọc đó tiêu rồi không biết nữa. Ngọc áo của chị Loan với Ngọc ơi. Áo của chị Loan đâu? Áo chị Loan á. Áo chị Loan với áo của gì? Chị Giáo. Đúng không? Bây giờ phải lấy áo ra để đưa cho chị Loan luôn ha quý cô chú anh chị. Có cả là phóng viên của bên chào sư nha. Có cả phóng viên của bên hoa viên luôn quý cô chú anh chị đó. Đây là bữa nay anh vào là anh nằm trong bên đội văn phòng đó quý của chúng chị. Ủa đâu tiêu rồi? Gì trộn ông xẹt cái nó mất tiêu rồi. Ngọc này ông nhanh lắm. Ủa anh lấy ra nguyên anh. Ủa lấy vô nguyên cái gì chi hả? Lửa gì lửa, đã có mình chỉ lon với gì ấy mà. Tự nhiên để đó là đồ của nghệ sĩ không á. Anh lấy một đồ của chị được rồi.
anh để em nguyên đây hồi làm mất tiêu á. Lửa đi, bây lửa giùm cái đi anh. Lửa tên đi phát đi. Rồi nhiêu cấp thoại. Phát hết rồi chị. Anh Long à. Của chị Lon với còn chị Lon với chị ấy à, còn như là đồ của nghệ sĩ không á. Đồ nghệ sĩ bây giờ đâu có lựa được. Hiện tại đợi nghệ sĩ lên mình mới giao phát được chị. Của cô Năm Lăng chưa có. Mình chỉ lấy cho chị Lon là được rồi. Ờ, mình chỉ lấy cho chị Lon thôi. Chứ mình để mình ấy tùm lum là mắt á, đồ của chị Lon. Hai cái áo đó chị. Ông quý cô chú chị ơi, sáng nay là cái khâu công tác bên hậu cần chuẩn bị quá trời luôn quý cô chú chị. Bên kia cũng có là nghệ sĩ nữa kìa. Đây. Ủa cái này của ai hả chị? Có ai mà đẹp gì vậy? Nhiều mua của khán giả nào á? Tám giỏ thì em biết rồi, tám giỏ hôm qua mấy em đi lấy chung mà. Bé gái 12 tuổi hả? Ờ, tụi nó cũng. Ồ, con gấu. Cái này của bên bé gái 12 tuổi của cái chú chị ơi. Ờ, tụi nó của chú Vũ Linh chứ. Để mình hỏi thăm một vài vị khán giả của cái chú chị. Đem về nhà cũng tốt để bảo quản con chào cô nha. Chào anh trai. Anh trai lần đầu tiên đến đây hay sao? Em thấy cái bức tượng của chú Vũ Linh giống không em? 80% hả? Ờ, theo như sự đánh giá của em là 80% theo quý của chú chị. Và thấy để tại mộ của chú là thấy đẹp không em? Đẹp. Đẹp lộng lẫy luôn ha. Đó. Sao rồi? Gạo sao anh? Trời ơi, chim lon lên mới cho gạo xuống hả? Ngon quý chị, sáng nay khá là nhiều việc luôn mà. Nhiều đi đăng bài gì vậy? Đi đăng bài đó. À, hôm nay ở trong đây thì cũng khó mà đăng hết. Tại vì hôm nay cũng rất nhiều sóng ít. Sóng sẽ yếu lại ha quý chị. Ừ. Anh thấy cái bức tượng sao anh áo vàng? Quá đẹp luôn ha. Hồi nãy vô là muốn rớt nước mắt luôn ha. Nhìn cảm thấy nó vui á. Kiểu mình thấy được cái tượng mình vui. Thấy như là chú nó sống lại trong lòng mọi người luôn á. Thật sự luôn, trong cái lòng em cứ tưởng gì đó. Sống mãi. Trang phục thiệt á. Ồ, quá đẹp ha. Ờ, trang phục thiệt luôn ha. Anh để mình hỏi chủ nhân của chú chị ơi. Hỏi chủ nhân của thì sáng hôm nay thì tôi cũng là chim giới thiệu cho chú mình đi quay lại gần. Ờ, có phóng viên đến tác nghiệp luôn ha. 3D của đình học. Có phóng viên luôn. Đây là Di Quỳnh Di Minh quay cảnh cho bà con cô bác cùng xem ha. 3D quá đẹp luôn. À, quý cô chú chị để Di Minh đi ra hỏi thăm anh nè. Dạ. Hỏi thăm anh nói chung là mình muốn gung húi vậy mình thấy mừng quá mà không nói được luôn. Anh Lê Hoàng nè, là chú Quang Tông, chào anh. Cái cảm giác của anh khi mà mình làm xong cái tượng 3D của chú Vũ Linh á, rồi như cái cảm giác mình lúc này như thế nào anh? Nói chung là sao? Ủa sao thấy sân khấu lại đang còn không? Dạ, sân khấu đây nè cô. Sân khấu như mình thấy giấy màu xanh đó. Dạ, bên kia nữa. Cô đi đường đó, điêu đi thẳng lên là tới rồi. Dạ. Đi chú Tòng với Hoàng. Lát. Dạ. Đó là phiên bản là tối nay là ủng hộ Hồng Lan. Trời ơi. Rất là vui. Chú thì chú rất là vui vì đã làm được cái tác phẩm của cô Hồng Linh. Sáng này chú đã lên sớm luôn á. Dạ. Sáng là 4 giờ chú đã đi rồi. Thôi nha, cũng lên xe đi, 4 giờ lên tới đây. Nghĩa là chưa có đông người để dựng đó. Mà xong rồi là mọi người cũng vô đông.
quá trời đông luôn ha quý cô chú anh chị. Nói chung là sớm em vừa bước vô là em tới giờ em còn muốn giận nổi cục luôn á, thấy cái tượng của chú giống như là chú đang sống lại vậy đó. Đó. Cái dạ em xúc động, em muốn muốn khóc luôn vậy đó. Thật là mừng á, tự nhiên mình mừng nha, rất là quý luôn. Thì em cũng rất là cảm ơn chú Quang Tòng với là anh Lê Hoàng đã bỏ những cái công sức của mình ra, phải nói là suốt 3 tháng chờ. Là cả ekip luôn, còn cả một cái ekip luôn ha. Cái công ty á, mọi người đều chăm chút hết. Ai cũng góp một tí xíu công sức vào trong đó. Tất cả thành viên trong công ty của chú Tòng. Tất cả những bạn bè của chú Tòng, những người mà bạn của chú làm trong lĩnh vực nghệ thuật thì cũng có góp ý, cũng có đóng góp ý kiến để cho nó hoàn thiện. Thì theo như anh cho em biết là có thể là cái ekip tổng hết, cái ekip của mình hết luôn, tất cả trong công ty là bao nhiêu người để là góp phần xây dựng nên cái tượng 3D của chú Linh gì anh? Công ty của chú Tòng thì có khoảng 40 nhân sự. 40 nhân sự, mà trong đó thì chú sẽ chia ra những cái khâu, chú chia ra những cái khâu để mà làm. Riêng công ty của chú thì khoảng là 40 người. Từ khâu thiết kế 3D, từ khâu cắt nền ra để cho robot cắt, ra để cho máy in lên. Quan trọng nhất là cái phần mà duyệt market, duyệt ý tưởng lên cái bản vẽ 3D. Thì cái khâu đó là khâu quan trọng nhất, giống không giống là khâu đó. Ồ, cũng kỳ công quá ha quý cô chú anh chị, có thể nghe anh Lê Hoàng chia sẻ thì phải nói là rất là kỳ công luôn ha. Từ cái khâu mà ý tưởng nè, lên ý tưởng, rồi từ khâu mà phải về những cái chi tiết rồi đưa xuống cho lên bên cán bộ nhân sự ở dưới phải làm mỗi người mỗi một cái chi tiết như vậy, thì trong cái công tác mà làm lên cái tượng của 3D của chú thì nó có gây trở ngại gì không anh? Rất là nhiều lần chỉnh sửa, rất là nhiều lần chỉnh sửa để có được cái phiên bản cuối cùng, được cái bản cuối cùng đó, mình phải chỉnh sửa qua rất là nhiều lần luôn. Để mới ra được cái bản cuối cùng, không phải là làm một lần mà được. Thấy không quý cô chú anh chị, đâu phải là mình ý tưởng lên một cái thì nó dễ dàng lắm quý cô anh chị, nhưng mà trong cái quá trình thi công mà mình tạo dựng nên một cái bức tượng mà hoàn hảo nhất của chú Du Linh thì không phải là chuyện dễ nha quý cô chú anh chị. Nghe anh Hoàng chia sẻ là em muốn sợn tóc gáy rồi đó. Đúng rồi, em cảm ơn anh ha, đã chia sẻ mà về một cái bức tượng, quá trình làm tượng của chú Du Linh. Thì em cũng thay mặt cho tất cả bà con cô bác trong ngoài nước, hơn 90 triệu dân của nước Việt Nam mình, gửi lời đánh cơ cảm ơn đến là chú Văn Tòng dưới là anh Lê Hoàng và cả một đội ekip trong công ty của chú Lê Hoàng. Thật là nhiều sức khỏe ha, đây lời chân thành cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh. Đó, quý cô chú anh chị ơi, mình phải nói luôn á là khi mà mình đạt được một cái phải nói là cái vì mình không phải biết nói là lời như thế nào luôn, rất là cảm động khi mà được anh Lê Hoàng với là chú Văn Tòng là nghệ nhân, đã chú cũng đã là một nghệ nhân là thiết kế cái đường hoa Nguyễn Huệ á quý cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Thì một tạo nên cái sự thành công này thì mong rằng bà con cô bác hãy ủng hộ anh Lê Hoàng cũng như là chú Văn Tòng trong thời gian sắp tới. Thì mình cũng xin chúc chú Văn Tòng với là anh Lê Hoàng trên con đường nghệ thuật của mình được thành công. Vâng, thì video đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc. Bà con cô bác thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha, để giúp kênh tương tác tất cả bà con cô bác đằng xa trong ngoài nước. Rồi xin kết thúc bà con.